Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc Sa Môn, Bát Thích Mật Đế dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà Thích Ca dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn Hoài Địch chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Kinh văn: Phật cáo A Nan, thế gian nhất thiết chư tu học nhân, hiện tiền tuy thành cửu thứ đệ định, bất đắc lậu tận thành. A La Hán, giai do chấp tử sanh tử vọng tưởng, ngộ di chân thiệt thị cố nhữ kim, tuy đắc đa văn bất thành thánh quả. Đức Phật bảo A Nan, tất cả mọi người tu học trong thế gian, mặc dù nay đã được cửu thứ đệ định, nhưng không hết sạch mê lầm thành bậc A La Hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh diệt, lầm cho đó là tính chân thực. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều mà chưa thành thánh quả. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, Đức Phật thấy mọi người trong pháp hội đều bồn chồn lo lắng, hoàn toàn mất khả năng tự chủ, họ đều như kẻ mất hồn. Giáo lý Khổng Mạnh nói về tâm như sau: Tâm đến và đi không có thời gian nhất định, chẳng biết ở nơi đâu, nên được gọi là tâm. Thao tắc tồn, xả tắc vong, xuất nhập vô thời, mạc tri kỳ hương, duy tâm chi vị dư. Quý vị không thể nào biết được giờ nào thì tâm bóng khởi, khi nào thì tâm lặng yên, và quý vị không biết được tâm đi đâu. Có lẽ vì vậy nên nói là tâm. Tuy nhiên, cái tâm mà Khổng Tử nói đến ở đây cũng chỉ là tâm vọng tưởng, không phải là chân tâm. Đã là chân tâm thì làm sao lại có ra vào? Nó chẳng có một lối ra hoặc cổng vào nào cả. Mạnh Tử cũng nói: Khi người ta có con gà, con chó bị mất, người ta tìm mọi cách để bắt về, lại biết có thể tìm lại được. Nhưng khi thoạt mất tâm mình rồi thì họ chẳng biết phải tìm kiếm nơi đâu. Nhân hữu kê khuyển phóng, tắc tri cầu chi, hữu phóng tâm nhi, bất tri cầu. Ở đây cũng vậy, Mạnh Tử đang nói về cái tâm sinh khởi vọng tưởng suốt từ sáng tới tối, cái tâm chạy đông, chạy tây, chạy tới, chạy lui. Mạnh Tử hoàn toàn chưa biết cách chiêm nghiệm kỹ vào tâm của chính mình, để có thể bảo tâm ấy đừng có chạy loanh quanh nhiều đường vô ích. Tôi đã nói với quý vị rằng cái tâm vọng tưởng có thể khiến cho quý vị chỉ trong khoảng một niệm tưởng là quý vị có mặt ngay ở nữ ước, mà không cần phải có tiền mua vé máy bay hay tàu lửa. Quý vị có thể dạo chơi trên cầu Brooklyn mà không cần phải đáp xe buýt đến đó. Thực là một cách đi du lịch mà không tốn tiền, nhưng đó là một nỗ lực rất lớn lao của tâm. Những lời nói về tâm của Mạnh Tử cũng là đề cập đến tâm thức phân biệt. Cái tâm mà đã quá quen thuộc với A Nan, tâm thức phân biệt thì vô thường, còn chân tâm thì thường hằng. Tất cả mọi người tu học trong thế gian, mặc dù nay đã được cửu thứ đệ định, tức là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ không, bao gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, cộng thêm diệt thọ tưởng định, thành tất cả là chín món. Nhưng không diệt hết sạch mê lầm hay thành bậc A-la-hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh diệt. Tại sao khi họ tu tập đã đạt được chín bậc thiền định rồi mà không vượt qua, không chuyển hóa hết sạch mọi mê lầm và chứng được A-la-hán? Đó là vì họ dính mắc quá sâu vào vọng tưởng sinh diệt, lầm cho đó là tánh chân thực. Họ phạm phải lỗi lầm cho vọng tưởng là chân thực. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều mà chưa được thành thánh quả. Vào thời điểm Đức Phật giảng kinh này, A Nan đã chứng được sơ quả A-la-hán.
Nhưng tại sao Đức Phật lại nói mặc dù A Nan đã đạt quả vị ấy cùng với học vấn uyên thâm, nhưng A Nan vẫn chưa hoàn toàn chứng được quả vị thánh? Đức Phật có ý muốn nói rằng A Nan chưa chuyển hóa sạch hết được mọi mê lầm, A Nan chưa hết sạch hữu lậu. Đối với tiểu thừa, sơ quả A La Hán được xem như là dự vào bậc thánh rồi, nhưng với Bồ Tát thừa thì chưa. Kinh văn: A Nan văn dĩ trùng phục bi lệ, ngũ thể đầu địa, trường quỷ hiệp chưởng, nhi bạch Phật ngôn, tự ngã tùng Phật, phát tâm xuất gia, thị Phật oai thần, thường tự tư duy, vô lao ngã tu, tương vị Như Lai, huệ ngã tam muội, bất tri thân tâm, bổn bất tương đại, thất ngã bổn tâm, tùy thân xuất gia, tâm bất nhập đạo, thí như cùng tử, xá phụ đào thệ. A Nan nghe rồi đau xót khóc lóc, gieo năm dốc sát đất, quỳ xuống chắp tay bạch Phật: từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ biết ỷ lại vào oai thần của Phật. Con thường nghĩ rằng khỏi phải nhọc công tu hành làm gì, hy vọng Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Con không tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế cho nhau được, vậy nên con tự đánh mất bản tâm. Tuy thân đã xuất gia mà tâm chẳng nhập đạo, con như người cùng tử bỏ cha trốn đi. Giảng, Đức Phật bảo rằng A Nan bị chướng ngại bởi đa văn nên không chứng được thánh quả. A Nan đã thờ ơ trong việc tu tập định lực và chú tâm trong việc truy cầu học thức uyên thâm. A Nan nghe rồi đau xót khóc lóc. Tại sao A Nan khóc? Tại sao A Nan lại khóc? Vì A Nan nhận ra đã phí phạm thời gian, và thực tế là khi A Nan thấy mình chưa chứng được quả vị thánh nên rất buồn tủi. Thế nên A Nan bật khóc. Lại nữa, biết Đức Phật đã khai thị cho mình về chân tâm, A Nan dâng tràn sự biết ơn lòng từ bi của Đức Phật nên A Nan cảm động rơi nước mắt. A Nan gieo năm dốc sát đất, quỳ xuống chắp tay bạch Phật. A Nan gieo năm chi phần thân thể gồm hai tay, hai chân và đầu xuống sát đất. Sau khi thành tâm đảnh lễ Đức Phật rồi, A Nan quỳ gối chắp tay hướng về Đức Phật. A Nan đau xót khóc than cùng một lúc, như thể đứa trẻ ham chơi đùa và bị bắt nạt. Bắt nạt cái gì? A Nan bị đánh mất hoàn toàn hệ thống suy luận căn bản trong tâm mình, như A Nan đã giải thích. Từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ biết ỷ lại vào oai thần của Phật. A Nan là thị giả của Đức Phật, làm những việc như giúp vén y ngay ngắn mỗi khi Đức Phật bước lên pháp tòa. A Nan tuy đã xuất gia, nhưng như tôi đã giảng trước đây, người xuất gia là phải phát tâm dõng mãnh thoát ra khỏi ngôi nhà thế tục, ngôi nhà tam giới và ngôi nhà phiền não. A Nan mới ra khỏi được ngôi nhà thế tục mà thôi. A Nan thú nhận rằng mặc dù đã xuất gia đảnh lễ Đức Phật xin nhận làm bổn sư, nhưng A Nan vẫn chưa thay đổi được nếp suy nghĩ. Đó là gì? Là ỷ lại vào oai đức của Đức Phật. A Nan nghĩ rằng phần tôi có Đức Phật là anh em họ, còn ai trên thế gian này có Đức Phật là anh em họ như tôi? A Nan cực kỳ kiêu mạn. A Nan nghĩ rằng mình có cả oai lực lẫn thế lực để nương tựa vào. A Nan ỷ vào oai đức của Đức Phật. Con từng nghĩ rằng khỏi phải nhọc công tu hành làm gì, hy vọng Như Lai sẽ ban cho con chánh định. A Nan tự nghĩ mình có Đức Phật là anh em chú bác, mình khỏi phải tu hành làm gì, khỏi phải nhọc công khổ hạnh trong công phu tu tập. Sao vậy? Vì anh họ của mình đã thành Phật, tại sao mình phải tu hành? Đức Phật có thể ban cho mình chánh định. A Nan nghĩ như thế nên tự mình thấy không cần thiết phải tu tập chánh định, Đức Phật có thể ban cho A Nan ngay. Suy nghĩ như thế có ngây thơ không? Con không tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế cho nhau được,
A Nan nói như vậy, tôi tin chắc chẳng ai trong chúng ta có thể suy nghĩ như thế được. Chúng ta đều biết rằng người này không thể thay thế cho người kia được. Nhưng A Nan nói rằng, A Nan thực sự không biết thân Đức Phật là thân của Đức Phật và thân của A Nan là thân của A Nan. Tâm của Đức Phật là tâm của Đức Phật, còn tâm của A Nan là tâm của A Nan. Chúng không thể thay thế cho nhau được. Đức Phật không thể đại diện cho cả thân và tâm của A Nan, và A Nan không thể nào biểu hiện thành thân và tâm Phật được. A Nan không nhận thức được rằng chính mình phải tu tập định lực. Vậy nên con đánh mất bổn tâm của con. Vì con đã đánh mất một vật rất lớn lao, A Nan thú nhận. Tuy thân đã xuất gia, đó là tuy A Nan đã trở nên một vị tỷ khưu, mà tâm chẳng nhập đạo, đó là A Nan chưa có được định lực. Con như người cùng tử bỏ cha trốn đi. A Nan ám chỉ bằng phương pháp so sánh với trường hợp người trưởng giả giàu sang có nhiều phước báo. Ông ta có người con, nhưng con ông chẳng màng tới của cải của cha mình mà còn bỏ nhà ra đi, sống khổ cực trong nhân gian. A Nan muốn nói điều gì? Con xuất gia theo Phật, nhưng con chẳng tu đạo. Vì con còn thiếu định lực, nên con là đứa con nghèo nàn, túng thiếu. Thực vậy, đáng lẽ ra con được dự phần vào việc nhà của Như Lai. Nhưng vì không có định lực, nên con không đủ thẩm quyền để nhận lãnh kho tàng Phật Pháp giàu có, được tích lũy từ phước đức của chư Phật. Thế nên A Nan buồn rầu, than khóc như trẻ con. Kinh văn: Kim nhật nải tri, tùy hữu đa văn, nhược bất tu hành, giữ bất văn đẳng, như nhân thuyết thực, chung bất năng bảo. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật Pháp nhiều, nếu chẳng tu hành thì cũng như chưa nghe. Như người chỉ nói đến thức ăn, rốt cục chẳng được no bụng. Giảng: Ngày nay mới biết, đến bây giờ con mới nhận ra được điều này, trước đây con chưa từng được biết. Tuy nghe được Phật Pháp nhiều, nếu chẳng tu hành thì cũng như chưa nghe. Nếu con đơn giản chỉ biết một số điều, nhưng không đem ra thực hành, thì con sẽ giống như người sai, chỉ biết nói chứ không thực hành. Nói cách khác, A Nan có thể nhớ nhiều thứ. A Nan là người học rộng và nhớ nhiều, nhưng không chịu dụng công tu hành, không chịu công phu, đem những điều hiểu biết ấy ra thực hành. A Nan thực sự chưa từng làm điều ấy. Nếu A Nan không đem những điều mình hiểu biết ra thực hành, thì cũng giống như A Nan không biết một điều gì cả. Giống như người chỉ nghe nói đến thức ăn, rốt cục chẳng được no bụng. Giống như người quyên thuyên nói về thức ăn, chẳng hạn như những người thích ăn chay nói rằng: Hãy làm bánh hấp nhân hoa quả, món đó rất ngon. Hoặc nói: Hãy làm bánh rán như ở Mãn Châu, bánh này còn ngon hơn. Những người thích ăn mặn lại nói: Nhà hàng Trung Hoa nọ kia là tuyệt nhất trong tỉnh, thức ăn ở đó thật là ngon, chúng ta hãy đi đến ăn món tàu. Người Mỹ rất thích ăn cơm tàu, thế nhưng họ bàn luận về món ăn thôi. Khi không đi ăn thì chẳng có cách nào no cả, nên có bài kệ: Trung nhật sổ tha bảo, tự vô bán phân tiện, ư pháp bất tu hành, đa văn diệt như thị. Nghĩa là hằng ngày lo đếm tiền cho người khác, nhưng riêng mình chẳng được nửa đồng xu. Cũng như không tu hành đúng theo chánh pháp, thì dù có được học rộng biết nhiều, thì cũng như người đếm tiền cho kẻ khác vậy. Bất luận là quý vị hiểu biết được giáo pháp gì, nếu quý vị không tu hành theo chánh đạo, thì cũng giống như người đếm tiền cho kẻ khác. Quý vị chẳng có phần trong đó. Nếu quý vị không thật sự hạ thủ công phu tu tập, thì sẽ chẳng có kết quả nào từ sự nỗ lực dụng công đó cả. Kinh văn: Thế Tôn, ngã đẳng kim giả, nhị chướng sở triền, lương do bất tri, tịch thường tâm tánh. Duy nguyện Như Lai ai mẫn cùng lộ, phát diệu minh tâm, khai ngã đạo nhãn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con đều bị trói buộc bởi hai thứ chướng ngại, do chẳng biết tâm tánh vốn thường hằng vắng lặng.
cúi mông Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng cơ cực, làm phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt, mở bày mắt đạo cho chúng con. Giảng, A Nan lại thưa: Bạch Thế Tôn, nay chúng con đều bị trói buộc bởi hai thứ chướng ngại. Mọi người trong đại chúng đều bị trói buộc bởi hai thứ chướng ngại. Thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là sở trì chướng. Phiền não chướng sinh khởi do chấp ngã, sở trì chướng sinh khởi do chấp pháp. Về sở trì chướng, nếu quý vị nghĩ tôi biết rất nhiều, thì đó là một chướng ngại. Chẳng phải là người ta càng học nhiều thì hiểu biết càng gia tăng đâu, mà trái lại, họ càng học nhiều thì họ lại càng bị chướng ngại bởi những gì họ biết. Vì sao mà kiến thức là chướng ngại? Vì nó làm cho người ta kiêu ngạo và thường nghĩ: quý vị nhìn tôi xem, tôi biết mọi thứ mà không ai trong các ông biết được. Tôi vượt xa các ông, tôi chẳng thể nào so sánh với các ông được. Các ông đều là kẻ ngu đần. Nhưng còn tôi, tại sao sở học của tôi lại có một không hai trên thế gian này? Đời này thật là hiếm có. Ngay khi tâm kiêu mạn này trỗi dậy, thì đó chính là sở tri chướng. Khi chấp ngã, sẽ làm sinh khởi nên phiền não chướng. Bất luận điều gì xảy ra, quý vị đều không thể nào nhìn được thông suốt về nó cả. Quý vị chẳng phóng xả sự việc đó được. Vì thế nên quý vị bị vướng mắc với chúng. Và một khi sự vướng mắc sinh khởi, thì phiền não chướng theo sau liền. Đó là phiền não chướng. Đây là hai món chướng ngại mà A Nan cho rằng toàn thể mọi người trong hội chúng đều bị ràng buộc. Trói buộc nghĩa là không có được tự tại, họ không có được sự tự do bởi vì họ bị hai thứ chướng ngại này. Do vì chẳng biết tâm tánh vốn thường hằng vắng lặng, con chưa từng biết được chân tâm thường trụ vắng lặng của con. Bây giờ vì con chưa hiểu được nguyên lý này, cúi mong Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng cơ cực, làm phát khởi tâm tánh nhiệm màu sáng suốt, mở bày mắt đạo cho chúng con. Xin hãy thương xót con, xin hãy thương xót con. A Nan vẫn còn ỷ lại vào Đức Phật, vẫn chưa có lập trường riêng của mình. Nghèo cùng và cơ cực có nghĩa là chưa đạt được kho tàng Phật pháp quý giá là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. A Nan mong muốn Đức Phật sẽ thương xót, chỉ bày cho chân tâm sáng suốt nhiệm màu. Ngay đó mở bày con mắt đạo, trí tuệ sẽ được tăng trưởng và chứng được thánh quả. Điều thiết yếu đối với A Nan là được dự vào trong dòng thánh. Kinh văn: Tức thời Như Lai tùng hung dạng tự, dũng xuất bảo quang, kỳ quang hoảng dục, hữu bá thiên sắc, thập phương di trần, phổ Phật thế giới nhất thời châu biến, biến quán thập phương sở hữu bảo sát, chư Như Lai đảnh, tuyền chí A Nan cập chư đại chúng. Khi ấy, từ chữ dạng ở trên ngực Như Lai phóng ra hào quang báo, ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn màu sắc, chiếu sáng đồng thời suốt khắp mười phương thế giới chư Phật nhiều như số di trần. Hào quang ấy rót xuống trên đảnh các đức Như Lai ở các cõi Phật trong khắp mười phương, xoay về soi đến chỗ A Nan và toàn thể đại chúng. Giảng: Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã phóng hào quang từ diện môn. Hào quang ấy chiếu sáng như cả trăm ngàn mặt trời. Hào quang ấy biểu tượng cho điều gì? Biểu tượng cho sự phá tan mê lầm, vọng tâm. Nay một lần nữa, Đức Phật lại phóng hào quang. Lần này, hào quang được phóng ra từ chữ dạng phía trước ngực của Đức Phật. Điều này biểu tượng cho việc hiển bày chân nghĩa, chân tâm. Khi ấy, từ chữ dạng trên ngực Như Lai phóng ra hào quang báo. Quý vị có thể nhìn thấy chữ dạng ở trên tượng Phật. Chữ dạng biểu tượng cho vô số đức tướng trang nghiêm của Đức Phật, do đức hạnh của Đức Phật đã đạt đến mức hoàn mãn. Ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn màu sắc chiếu sáng, đồng thời suốt khắp mười phương thế giới chư Phật như số di trần. Từ chữ dạng phóng ra đạo hào quang báo, chiếu sáng khắp nơi. Đó là đạo hào quang với ánh sáng óng ánh, lấp lánh với trăm ngàn màu sắc, chiếu soi khắp cả, không riêng cõi Ta Bà, mà đồng thời
chiếu khắp các cõi nước của chư Phật, rồi hào quang ấy rót xuống trên đảnh các đức Như Lai ở các cõi nước chư Phật trong khắp mười phương. Hào quang ấy chiếu xuống đảnh của các đức Như Lai ở các Phật độ trong khắp mười phương nhiều như số di trần. Điều ấy có nghĩa là từ các đảnh của các đức Phật phóng hào quang chiếu sáng lẫn nhau, rồi xoay về soi đến A Nan và toàn thể đại chúng. Sau khi hào quang chiếu soi các đức Như Lai khắp trong mười phương, hào quang từ đức Phật phóng ra lại trở về, rồi rót xuống đảnh đầu của A Nan và đảnh đầu của các vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu, các vị quốc vương, các quan đại thần, các vị trưởng giả trong pháp hội. Đức Phật phóng đạo hào quang này như là dấu hiệu khiến cho mọi người nhận ra được thể tánh thanh tịnh, sáng suốt và thường trụ của chân tâm. Kinh văn: Cáo A Nan ngôn. Ngô Kim dị nhữ kiến đại pháp tràng, diệt linh thập phương nhất thiết chúng sanh, quạch diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, đắc thanh tịnh nhãn. Rồi Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai vì ông dựng lập pháp tràng lớn, khiến cho tất cả chúng sinh khắp mười phương đạt được tâm tánh trong sạch, sâu kín nhiệm màu và đạo nhãn thanh tịnh. Giảng. Rồi Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai vì ông dựng lập pháp tràng lớn, khiến cho chúng sinh khắp mười phương đạt được tâm tánh trong sạch, sâu kín nhiệm màu. Đức Phật bảo A Nan: Như Lai dựng lập pháp tràng lớn này không phải chỉ cho riêng ông, mà cho cả các chúng sinh trong khắp mười phương, để họ có thể đạt được cảnh giới vô cùng vi diệu nhiệm màu. Đó là cảnh giới sâu kín vi mật đã được nói đến trong đề tựa tên kinh. Sâu kín vi mật vì trước khi Đức Phật chỉ bày thì chẳng có một ai có thể biết được, cũng như khi các nhà địa chất chưa khám phá ra mạch vàng thì chẳng ai biết có vàng nằm ở trong đó. Một khi đã phát hiện ra vàng thì các nhà địa chất mới đến tại điểm ấy khảo sát. Khi biết chắc ở đó có mỏ vàng rồi mới khai thác. Sự di mật sâu kín cũng giống y như vậy. Như Lai sẽ giúp cho toàn thể chúng sinh đạt được tâm tánh thanh tịnh, sâu kín nhiệm màu và đạt được đạo nhãn thanh tịnh. Bản tánh vốn thanh tịnh và trong sáng, chân tâm vốn thường sáng suốt. Do nhờ tâm tánh trong sạch, sáng suốt, thanh tịnh nên quý vị có được con mắt đạo thanh tịnh. Đó chính là đạo nhãn mà A Nan thỉnh cầu Đức Phật mở bày cho. Đạo nhãn này cũng còn gọi là huệ nhãn, con mắt trí huệ. Thanh tịnh có nghĩa là tự tại, thoát khỏi mọi nhiễm ô dù vi tế nhất. Với cái nhìn bằng huệ nhãn, thấy đạo lý rất trong sáng và chân thực. Nếu quý vị có đạo nhãn thanh tịnh thì quý vị sẽ không bị chướng ngại và có thể hiểu tường tận mọi đạo lý. Kinh văn: A Nan, nhữ tiên đáp ngã, kiến quang minh quyền, thử quyền quang minh, nhân hà sở hữu, dân hà thành quyền, nhữ tương vì kiến. A Nan ngôn: Do Phật toàn thể chim phù đàn kim, xích như bảo sơn, thanh tịnh sở sanh, cố hữu quang minh, ngã thật nhãn quang, ngũ luân chỉ đoan, khất ác thị nhân, cố hữu quyền tướng. A Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng. Vậy nắm tay này nhân đâu mà có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa: Thân của Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báu, do đức tính thanh tịnh sinh ra, vậy nên có hào quang chói sáng. Còn thật đã dùng mắt xem thấy năm ngón tay Phật
có lại thành nắm tay, đưa lên cho mọi người xem. Giảng, Đức Phật lại gọi A Nan. A Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng. Vậy nắm tay này nhân đâu mà có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Hãy nói cho Như Lai biết tại sao nắm tay của Như Lai lại phát ra ánh sáng. Ông lấy cái gì để thấy? Ông dùng cái gì để thấy? A Nan thưa, thân của Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báu. Thân này do đức tính thanh tịnh sinh ra, nên có hào quang chói sáng. Toàn thân của Đức Phật là màu vàng của diêm phù đàn. Diêm phù đàn là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là thắng kim. Ở phía nam núi Tu Di có con sông, ở đó có loại cây diêm phù mọc rất nhiều. Quả của cây này khi chín rụng xuống sông thì cát dưới sông nhuốm thành màu vàng. Màu vàng này có màu đậm hơn sắc vàng thường. Hạt sa thạch vàng này cũng nặng hơn vàng thường. Khi đem một ít hạt vàng này vào để trong phòng tối thì phát ra ánh sáng như ban ngày. Thân của Đức Phật có màu vàng giống như màu của vàng ở sông Diêm Phù. Màu vàng nơi thân Phật là hỗn hợp giữa màu vàng và đỏ. Thân thể Đức Phật dưới dạng hình tướng ấy là kết tinh từ đức tính thanh tịnh, nên thân ấy phát ra ánh sáng. Còn thật đã dùng mắt xem thấy. A Nan nói, con thật sự đã dùng mắt để thấy. Năm ngón tay của Đức Phật co lại thành nắm tay, đưa lên cho mọi người xem. Kinh văn. Phật cáo A Nan: Như Lai Kim Nhật, thật ngôn cáo nhữ, chư hữu trí giả, yếu dĩ thí dụ, nhi đắc khai ngộ. Đức Phật bảo A Nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông, những người có trí cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. Giảng. Đức Phật bảo A Nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông. Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông biết một sự thật tuyệt đối. Ông có lắng nghe không? Những người có trí cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. Hàng trí thức thích dùng những thí dụ để được khai ngộ, vì khi quý vị thật sự có trí tuệ thì quý vị có thể hiểu được 10 điều khi chỉ cần nghe một điều. Tôi chỉ nói một cách mà quý vị có thể suy luận ra 10 hay cả 100 cách. Đó là có trí tuệ chân chính. Người trí mà trong kinh văn nói đến không phải là người có trí tuệ chân chánh, mà là những người có trí thức thông thường, không cao, không thấp. Những người này có thể được giác ngộ thông qua việc sử dụng những thí dụ. Nhưng nếu những người chậm lụt, thiếu trí tuệ, nếu đưa cho họ một thí dụ, họ sẽ không hiểu nổi và sẽ hỏi, chuyện gì vậy? Kinh văn. A Nan: Thí như ngã quyền, nhược vô ngã thủ, bất thành ngã quyền, nhược vô nhữ nhãn, bất thành nhữ kiến, dĩ nhữ nhãn căn, lệ ngã quyền lý, kỳ nghĩa quân phủ. A Nan: Dĩ như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì chẳng thành nắm tay, nếu không có mắt
thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống nhau chăng? Giảng: A Nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Cũng như một biểu hiện khác, nếu không có mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống nhau chăng? Đức Phật hỏi A Nan: có phải chúng ta đang so sánh hai sự việc giống nhau hay không? Kinh văn: A Nan ngôn: duy nhiên, Thế Tôn, ký vô ngã nhãn, bất thành ngã kiến, dĩ ngã nhãn căn, lệ Như Lai quyền, sự nghĩa tương loại. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt của con, nghĩa ấy như nhau. Giảng: A Nan không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Bây giờ A Nan không cần suy nghĩ. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt của con, nghĩa ấy như nhau. Thưa dân, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn so sánh hai trường hợp này, ý nghĩa không khác. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ ngôn tương loại, thị nghĩa bất nhiên, hà dĩ cố, như vô thủ nhân, quyền tất cánh diệt, bỉ vô nhãn giả, phi kiến toàn vô. Đức Phật bảo A Nan: ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên là không có nắm tay. Nhưng những người mù, chẳng phải họ hoàn toàn không có cái thấy? Giảng: ở đây Đức Phật phê bình A Nan, báo cho A Nan biết ý tưởng của A Nan không đúng. Đức Phật bảo A Nan: ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Ông cho rằng cả hai trường hợp ấy trong ví dụ vừa đưa ra đều giống nhau. Không phải. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên không có nắm tay. Nếu người không có bàn tay thì họ cũng không có nắm tay. Nhưng những người mù, chẳng phải là họ hoàn toàn không có cái thấy? Nhưng nếu người không có mắt thì đó chẳng phải là trường hợp họ không thấy được cái gì hết. Họ vẫn có thể thấy được. Người không có mắt có thể thấy được. Quý vị tin không? Kinh văn: sở dĩ giả hà, nhữ thí ư đồ, tuân dẫn manh nhân, nhữ hà sở kiến, bỉ chư manh nhân, tất lai đáp nhữ, ngã kim nhãn tiền, duy kiến hắc ám, cảnh vô tha chúc. Bởi tại sao? Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt, ông thấy gì không? Các người mù chắc chắn sẽ đáp: nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì khác. Giảng: bởi tại sao? Tại sao Như Lai lại nói với ông như vậy? Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt, ông thấy gì không? Hay ra ngoài chợ gặp một người mù, rồi hỏi thử ông ta thấy gì? Các người mù mắt chắc chắn sẽ đáp: nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì khác. Người mù sẽ đáp rằng họ không thấy gì khác ngoài một màu tối đen.
kinh văn. Dĩ thị nghĩa quan, tiền trần từ ám, kiến hà khuy tổn. Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ, người mù thấy màu tối đen phía trước, chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. Giảng: theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ. Nếu quý vị hiểu được ý này, nếu quý vị phán xét kỹ nghĩa ấy, thì sẽ biết người mù thấy màu tối đen phía trước, chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. Nếu quý vị thấy màu tối đen ở phía trước mình, thì cái thấy của quý vị không bị mất. Cái thấy ấy chẳng tăng, chẳng giảm. Kinh văn. A Nan ngôn: chư manh nhãn tiền, duy đổ hắc ám, dân hà thành kiến. A Nan thưa: cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước mắt là màu tối đen, sao có thể gọi là thấy được? Giảng: A Nan thưa: cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước mắt là màu tối đen, sao có thể gọi là thấy được? A Nan lặp lại ví dụ của Đức Phật: người mù không sử dụng đôi mắt của họ được, họ chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Nhưng theo A Nan, cái thấy tối đen này không thực sự là thấy. A Nan cho rằng người nào mù mắt thì không thể thấy được. A Nan hỏi Đức Phật: tại sao Như Lai bảo rằng người mù thấy được? Kinh văn. Phật cáo A Nan: chư manh vô nhãn, duy quang hắc ám, dữ hữu nhãn nhân, sử ư ám thất, nhị hắc hữu biệt, di vô hữu biệt. Đức Phật bảo A Nan: có gì khác nhau giữa màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong phòng tối? Giảng: Đức Phật bảo A Nan: có khác gì nhau giữa màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong phòng tối? Bóng tối mà người sáng mắt thấy được trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, có gì khác với bóng tối mà người mù thấy được chăng? Nếu một người mù và một người sáng mắt cùng ở trong một căn phòng tối, hai màu tối đen mà hai người nhìn thấy có khác nhau chăng? Kinh văn. Như thị Thế Tôn: thử ám trung nhân, dữ bỉ quần manh, nhị hát hiệu lượng, tằng vô hữu dị. Bạch Thế Tôn: đúng vậy, hai màu tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy và một do người mù thấy được không có gì khác nhau. Giảng: A Nan trả lời câu hỏi của Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đúng vậy, giữa hai màu tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy được bởi người sáng mắt và một do người mù thấy được không có gì khác. Hai màu tối đen ấy đều giống nhau. Đức Phật đáp: đúng vậy. Kinh văn. A Nan: nhược vô nhãn nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt đắc nhãn quan, hoàng ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, danh nhãn kiến giả, bỉ ám trung nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt hoạch đăng quan, diệt ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, ứng danh đăng kiến.
A Nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen, khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng. Ông gọi đó là do mắt thấy. Và khi người ở trong phòng tối kia, chỉ thấy phía trước hoàn toàn tối đen, bỗng dưng thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng. Lẽ ra nên gọi đèn thấy là đúng hơn. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, A Nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen, khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng. Ông nói chẳng có gì khác nhau giữa hai thứ màu tối đen. Nhưng sẽ là gì nếu người mù trong ví dụ này bỗng dưng được sáng mắt lại, mắt họ thấy được đủ vật tượng ở khắp mọi nơi? Ông gọi đó là do mắt thấy. Đó là ý kiến của ông. Nhưng còn trường hợp khi người ở trong phòng tối kia thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng thì sao? Người sáng mắt ở trong phòng tối cũng chỉ thấy được một màu đen tối. Nhưng một khi bật đèn sáng lên thì người ấy vẫn có thể thấy được tất cả mọi thứ. Theo luận điểm của ông, lẽ ra ông nên nói đèn thấy là đúng hơn. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Người ở trong phòng tối thì không thể thấy, nhưng khi đèn sáng lên thì họ có thể thấy được. Người mù thì không thể thấy được, nhưng nếu họ được sáng mắt trở lại thì họ vẫn có thể thấy được. Nếu khi người mù kia chợt sáng mắt lại rồi, khi người ở trong phòng tối kia thấy được nhờ đèn sáng, thì lẽ ra nên gọi là cái thấy ấy là đèn. Đức Phật hỏi, có đúng vậy không? Kinh văn: Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu kiến, tự bớt danh đăng, hữu tắc đăng quang, hà quang nhữ sự. Nếu cái thấy do đèn, thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi là đèn. Và nếu là đèn thấy, thì quan hệ gì đến ông? Giảng: Nếu cái thấy từ đèn, thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi là đèn. Và nếu là đèn thấy, thì quan hệ gì đến ông? Nếu thật sự đèn có thể nhìn thấy và quan sát được, thì chẳng có việc gì quan hệ đến ông cả. Kinh văn: Thì cố đương tri, đăng năng hiển sắc, như thị kiến giả, thị nhãn phi đăng, nhãn năng hiển sắc, như thị kiến tánh, thị tâm phi nhãn. Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể, còn cái thấy đó là do ở mắt chứ không phải ở đèn. Khi mắt nhận rõ các vật thể thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. Giảng: Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể, còn cái thấy là do ở mắt chứ không phải đèn. Đèn làm cho hình dáng các vật thể hiện rõ ràng, nhưng nhờ mắt mới nhận ra được các vật thể ấy. Cùng một biểu tượng như vậy, khi mắt nhận rõ các vật thể thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. Chúng ta đang nghiên cứu nghĩa thứ nhất trong 10 biểu hiện của tánh thấy mà Đức Phật đã 10 lần khai thị tánh thấy. 7 lần gạn hỏi về tâm, đây là lần thứ nhất. Đức Phật chỉ bày tánh thấy là do tâm, không phải từ mắt. Kinh văn: A Nan tuy phục đắc văn thị ngôn, giữ chư đại chúng khẩu vị mạc nhiên, tâm vị khai ngộ. Du ký Như Lai: Từ âm tuyên thị, hiệp chưởng thanh tâm,
trữ Phật bi hối. Mặc dù A Nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng, mong Như Lai dùng lời từ bi chỉ dạy thêm. Nên đứng chắp tay, lắng lòng trông chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Giảng: mặc dù A Nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng. A Nan và mọi người khác trong pháp hội đều lặng im, không nói được lời nào. Tại sao họ im lặng? Vì họ đang suy nghĩ: ồ, như thế là mắt ta không thể thấy được vật hay sao? Ồ, chính tâm ta thấy được hay sao? Các ông có thể cho đó là không đúng. Nhưng Đức Phật đã giải thích như vậy. Nếu các ông cho rằng mắt thấy là đúng, tại sao trước đây tôi chưa từng được biết như vậy? Đó là những gì đại chúng đang suy nghĩ, vì họ chưa được hiểu. Tâm của đại chúng chưa được khai ngộ. Mong Như Lai dùng lời nói từ bi chỉ dạy thêm. Họ suy nghĩ: chúng ta hy vọng Như Lai sẽ đem lòng từ bi chỉ dạy thêm cho chúng ta. Nên đứng chắp tay. Tại sao đại chúng chắp tay cung kính? Điều ấy biểu thị sự nhất tâm thành ý. Trong họ chỉ còn tồn tại một tâm duy nhất, chẳng phải hai. Khi hai tay của quý vị tách rời ra, người ta bảo rằng quý vị có đến 10 tâm. Và khi hai tay chắp lại thì chỉ còn có một tâm. Vì khi hai tay chắp lại với nhau thì các tâm niệm gom lại trở thành một. Lắng lòng tức là làm cho tâm ý trở thành trong sáng, yên tĩnh, không chứa nhiều rác rến trong đầu nữa. Dọn dẹp sạch sẽ rác bẩn trong đầu ra rồi đổ đi nơi khác. Trong chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Đại chúng vẫn trong chờ Đức Phật đem lòng từ bi chỉ dạy thêm. Nhờ đó mà đại chúng được khai ngộ, thoát khỏi mê mờ. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.